Thưa quý vị, hôm nay là ngày cao điểm mưa lớn và hôm nay cũng là ngày có mưa lớn nhất trong đợt này tại miền Bắc và tại nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại. Mưa lớn trong đêm, nước dâng lên nhanh khiến cho nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, gây thiệt hại lớn về tài sản và nhiều ô tô bị chìm trong nước. Sáng nay ngày 24 tháng 5 tại thành phố Bắc Giang thì nhiều nơi bị ngập sâu. Tại các tuyến đường như là Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, chung cư Quang Minh, điểm giao đường Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Thị Lưu ngập khoảng 40-50cm khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Một số ô tô, xe máy bị chết máy. Còn tại Bắc Ninh cũng xảy ra ngập úng sau trận mưa kéo dài suốt đêm. Đặc biệt tại đường Lạc Long Quân cũng bị ngập sâu khiến cho 10 ô tô chìm trong nước. Đây cũng là điểm thấp nhất của thành phố nên mặc dù đã có một máy bơm tự động từ trước thì vẫn xảy ra ngập. Lượng mưa lớn, nước lên nhanh khiến cho nhiều xe ô tô bị ngập chết máy giữa đường. Nhiều vị trí nước ngập quá thắt lưng, ô tô nổi lềnh bềnh trên phố. Các xe bị ngập không chỉ tốn tiền xe cầu cứu hộ mà việc sửa chữa xe ngập nước cũng rất tốn kém, lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng phải thông tin thêm tới quý vị, đó là dự báo ngày và đêm nay thì ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo ngập lụt tại vùng trũng thấp và nguy cơ cao sạt lở tại vùng núi. Từ ngày mai thì mưa giảm dần về lượng nhưng chưa tạnh và tình trạng mưa dông sẽ kéo dài đến hết tuần này.